xem ra gặp kẻ thù rồi. Ta dụ bọn chúng, nàng chớp thời cơ xông vào nhà cứu người. Biết rồi. Lão Vương Bá, lão tử ghét nhất bị người khác gọi là lão Vương Bá. Họ Trương kia, khi xưa ngươi giết bao nhiêu huynh đệ của ta, món nợ này hôm nay nhất định phải tính hết. Ngươi không những phải đưa tiền mà còn phải quỳ xuống cầu xin ta. Ta có thể xem xét cho ngươi được toàn thây. Lão Vương Bá, ta thích gọi ngươi như vậy đó. Thì sao nào? Các huynh đệ xông lên. Đại ca, đại ca, đại ca, đón lấy. Các huynh đệ tiêu diệt thổ phỉ, xông lên. Đi. Dương Xuân, đi cứu người trước đi. Được. Dương Xuân, Đồng Nhiên ca, Dương Xuân, mẹ nuôi, Yến tỷ tỷ, bọn ta không sao. Dương Xuân mau lên, đỡ Tiểu Nguyệt dậy nhanh lên. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Yến tỷ tỷ, ta đến cứu mọi người đây. Kim Lâm, cứu được người rồi. Mẹ, mau đi thôi. Các huynh đệ, xông lên cho ta. Xông lên, xông lên. Mau lên, mau lên. Để đi đâu đó? Trường lão tiên sinh. Gia gia, mau lên. Tiếp, mẹ nuôi, cẩn thận. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mẹ mau lên. Tiểu Nguyệt, mọi không sao chứ? Mau đi thôi. Tiểu Nguyệt, mọi cố gắng lên. Cố gắng lên, Tiểu Nguyệt gắng gượng nhé. Tiểu Nguyệt, ráng chịu thêm chút nữa. Còn bé sắp sinh rồi, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Mau đỡ Tiểu Nguyệt vào đây. Được, nhanh lên. Mau đỡ con bé. Cẩn thận. Nào, mau lên, mau lên. Đỡ lấy. Mau cho con bé ngồi xuống. Từ từ thôi. Cố gắng lên, Tiểu Nguyệt. Mẹ, Tiểu Nguyệt sắp sinh rồi. Mẹ mau giúp mũi ấy đi. Cố lên. Đồng Nhiên ca, Quỳnh tránh ra một lúc đi. Tiểu, mũi cố gắng lên. Sinh đứa bé ra. Gắng sức nào, Tiểu Nguyệt. Gắng sức nữa lên, Tiểu Nguyệt. Cố lên. Cố lên. Cố lên Tiểu Nguyệt. Dùng sức đi. Nương tử, nàng rút trước đi. Không cần lấy cho ta. Trương đại ca, mọi người cùng đi. Vậy Đông Nhiên, đưa Dương Xuân đi trước đi. Yến tỷ tỷ, muội, muội có lỗi với tỷ. Muội không còn mặt mũi nào gặp tỷ. Giờ là lúc nào rồi mà muội còn nói như vậy? Chuyện trước kia đều đã qua rồi, ta chưa từng hận muội. Tiểu Nguyệt, việc quan trọng nhất của muội bây giờ là sinh đứa bé ra, nghe rõ chưa? Phải đấy Tiểu Nguyệt, nhất định phải vượt qua được ải này. Tiểu Nguyệt, cố lên. Cố lên.
Sắp ra rồi. Mạnh nữa lên. Tiểu Nguyệt ra rồi. Ra rồi Đông Nhiên. Đem máu lại đây để bọc đứa bé. Tiểu Nguyệt, nhìn đứa bé này. Tiểu Nguyệt là một bé trai. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Tiểu Nguyệt, muội nói gì vậy? Muội hãy gắng gượng, kiên trì lên. Bây giờ ta sẽ đưa muội và cháu bé về nhà. Tiểu Nguyệt sẽ không sao đâu. Yến tỷ tỷ, muội đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với tỷ. Đây đều là báo ứng. Tiểu Nguyệt, đứa bé này muội xin giao phó cho tỷ. Muội không sống được nữa rồi. Không cho phép muội nói như vậy. Muội cố gắng lên cho ta. Ta nhất định sẽ cứu muội ra khỏi đây. Yến tỷ tỷ, cuộc đời này chuyện muội hối hận nhất chính là thành kẻ thù với tỷ. Cái mạng này xin trả lại cho tỷ. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là tỷ muội, có được không? Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Ném lựu đạn, nổ chết chúng cho ta. Kim Lâm, liều mạng với chúng. Các huynh đệ xông lên. Cục trưởng, sao? Trương Kim Lâm vừa chết thì bọn thổ phỉ liền đánh điên cùng. Chúng tôi sắp không trụ được nữa. Vậy làm thế nào? Các huynh đệ, đừng đánh nữa, mau rút thôi.
Tề huynh, sao lại rút? Cơ hội hiếm có, một mẻ tóm gọn đi chứ. Thổ phỉ phát điên rồi, người của ta mà chết hết thì không ăn nói với cấp trên được đâu. Huynh không cần thủ cấp của Trương Kim Lâm hả? Về nghĩ cách lấy lại sao? Trương Kim Lâm chết rồi, đệ lập công lớn, về ta sẽ trọng thưởng, mời đệ một bữa no say. Các huynh đệ, rút. Yến Dương Sơn những chiều Các huynh đệ, đại ca và đại tổ đến giờ vẫn chưa về, e là lành ít dữ nhiều. Lời đại ca nói lúc trước khi đi, các huynh đệ đều nghe rõ rồi chứ? Nói rằng từ nay về sau, trọng trách ở kho bãi Hàng Bắc này sẽ giao cho ta. Hy vọng ta dẫn dắt mọi người làm nên sự nghiệp, hy vọng ta làm người đứng đầu. Các huynh đệ, trong lòng ta chẳng có thủ lĩnh với không thủ lĩnh gì cả. Mọi người đều là huynh đệ với nhau. Về sau có chuyện gì chúng ta cứ thẳng thắn bàn bạc, cùng làm với nhau. Quan trọng nhất là có thể kiếm được tiền. Mục đích của chúng ta là làm tốt kho bãi Hàng Bắc này hơn tất cả những gì khác, đúng không? Đúng. Có điều nói đi phải nói lại, oai ngực đáp ta đã gánh vác trọng trách này, thì mọi người về sau đều phải nghe theo ta. Phải, phải. Đại ca trở về rồi. Đại ca, tẩu tử, chuyện này là sao?
Ngươi vẫn còn mặt mũi quay về ư? Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi. Sao ngươi không chết? Sao ngươi không chết? Sao ngươi không chết luôn đi? Để vô dụng, để có lỗi với đại ca. Lão Tứ, dặn các huynh đệ canh chừng cẩn thận, có thể cảnh sát sắp đến rồi. Vâng, đại tổ, để đi sắp xếp ngay. Đại ca, dân dân dân, cảm ơn đô thống khen ngợi, đây đều là trách nhiệm của thuộc hạ mà. Dân dân, tề huynh, cấp trên nói thế nào? Khi nào cấp chi viện? Bây giờ loạn trong giặc ngoài, tình hình căng thẳng, ngay bản thân Lưu đô thống cũng bảo chúng ta tự giải quyết. Việc này không thể tự giải quyết. Ta nói đệ nghe, sắp sửa có thưởng của cấp trên rồi, vào thời điểm này tuyệt đối đừng có làm gì gây rắc rối cho ta. Đừng đứng lì ở đó nữa, đi đi. Tiểu Nguyệt, Kim Lâm, là ta có lỗi với hai người. Ta chỉ muốn quay về thăm cháu, không ngờ lại bị Mã Bưu bám theo, làm hại hai người. Mẹ Đông Nhiên, bà đừng nói như vậy. Tên khốn Mã Bưu dù có không bám theo bà, thì hắn cũng sẽ nghĩ cách để đối phó với chúng ta. Đừng tự trách mình nữa, đừng làm những chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng. Trương Chim Lâm, Tiểu Nguyệt,
Hai người hãy yên lòng mà đi đi. Tiểu Nguyệt muội yên tâm, bọn ta nhất định sẽ cố gắng nuôi dạy con của muội, nuôi dưỡng nó trở thành một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Ca, đệ nhất định sẽ tìm ra kẻ hại huynh, quyết không tha cho bọn chúng. Đại ca, cục cảnh sát ra cáo thị để dỗ về dân chúng, từ hôm nay trở đi sẽ không truy lùng chúng ta nữa. Huynh dùng tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng của mọi người. Sau này đệ sẽ noi gương huynh, tuyệt đối không để cho các huynh đệ chịu thiệt thòi chút nào. Đại ca, huynh đã giao phó kho bãi hàng Bắc cho đệ, thì huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ bảo ban các huynh đệ chăm chỉ làm việc, để việc làm ăn rực rỡ phát đạt. Đại ca, hãy yên tâm. Đại ca, hãy yên tâm. Đứa bé này giống Tiểu Nguyệt như đúc. Đứa bé này thật đáng thương, vừa sinh ra đã không còn cha mẹ. Con à, con yên tâm, ta đã hứa với mẹ con, nhất định sẽ chăm sóc cho con tử tế, nuôi dưỡng con nên người. Cô bé, lại đây. Nói cho ta biết, con tên là gì? Tiểu Hồng à? Gia gia của Tiểu Hồng, họ Thường, trước kia cũng là tiên sinh dạy học ở trong làng. Lúc bọn ta ở nhờ nhà cô bé, hai ông cháu họ đều rất quan tâm tới bọn ta. Tiểu Hồng, ngoài gia gia ra, con còn người thân nào khác nữa không? Không có. Đứa bé này chỉ có một thân một mình. Hay là chúng ta giữ nó lại, thêm một người thì thêm một đôi đũa. Vậy thúc thúc, nãy nãy, xin mọi người hãy cho con ở lại, con hứa sẽ ngoan. Xin mọi người hãy cho con ở lại đi. Tiểu Hồng, con yên tâm, vậy thúc thúc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con đâu. Nghe thấy chưa? Về sau đây chính là nhà của con. Đúng vậy, bé con nghe ta nói, sau này con cứ ở lại đây, đây chính là nhà của con. Bọn ta đều là người thân của con, chỗ dựa của con. Từ hôm nay trở đi, ta là mẹ con bằng lòng không? Con bằng lòng. Mau gọi mẹ đi con. Mẹ. Con ngoan. Đông Nhiên Ca, mẹ nuôi. Từ giờ trở đi, Tiểu Hồng và con trai của Tiểu Nguyệt đều là con của con chính là mẹ của chúng. Trận Nhi, Triệu Nhi, lại đây. Mẹ, cô, nhớ lấy. Về sau Tiểu Hồng sẽ là tỷ tỷ của các con, còn đây là đệ đệ của các con. Chúng ta là người một nhà, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nghe thấy chưa? Nghe rồi ạ. Gọi tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ. Tốt quá. Cứ mong mãi có một đứa cháu gái. Giờ thì nhà ta có đủ cả nếp lẫn tẻ rồi. Đồng Nhiên Ca, huynh đặt tên cho hai đứa bé đi. Tiểu Hồng. Hồng tức là đan. Hay là Tiểu Hồng đổi tên thành Yến Đan. Con trai của Tiểu Nguyệt tên là Yến Thanh. Xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son chiếu sữa xanh. Xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son chiếu sữa xanh. Được, vậy sẽ đặt tên là Yến Thanh, Yến Đan.
Đại tổ, có đó không? Đệ là lão tứ đây. Đại tổ. Lão tứ, vào đi. Đại tổ, có thế nào cũng phải ăn một chút gì đi chứ. Như vậy sao chịu nổi? Không sao, ta không đói. Lão tứ, để đến tìm ta có việc gì không? Bây giờ đang là lúc tẩu đau lòng. Lẽ ra để không nên gây phiền phức cho tẩu vào lúc này. Nhưng chuyện này không thể để lâu được. Không sao, đều là người nhà cả. Không có gì phải ngại. Ngồi xuống nói đi. Đại tổ, để nói thật với tổ, kể từ lần xét xử công khai đại ca bị người ta bắn lén, trong lòng đệ luôn thấp thỏm không yên, cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Kết quả là đại ca gặp tai bay vải gió. Đúng là đệ đã nghĩ không chu toàn. Đệ cảm thấy chỗ nào không đúng? Đệ tin tưởng con người của thủ lĩnh và các lão cản. Nhưng nếu như không phải họ bắn lén thì còn có thể là ai? Đệ nghi ngờ người mình có vấn đề sao? Đệ cũng không dám khẳng định. Nhưng lão Tam luôn rất thân thiết với Giang Chim Hà. Lần này đại ca xảy ra chuyện, đệ cứ lờ mờ cảm thấy hành động của huynh ấy rất kỳ lạ. Xảy ra chuyện như vậy, cẩn thận đúng là không sai. Nhưng oai ngực đáp, dẫu sao cũng là tam đương gia trong trại. Nếu không có chứng cứ xác thực thì chẳng phải chúng ta du quan cho người khác sao? Đại tổ, ý của tổ là phải đề phòng, nhưng cứ tạm án binh bất động đã. Lão tứ, phiền đệ để ý đến nhất cử nhất động của hắn. Chúng ta tùy cơ hành sự. Được, yên tâm đi đại tổ. Đệ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu không phải, đệ sẽ đích thân tạ tội với tam ca. Còn nếu là thật, đệ nhất định không tha cho hắn. Đúng rồi, cái này đệ phải giao cho tổ. Đây là gì? Đây là chìa khóa của kho vũ khí đạn dược của Bảo Độc Trại chúng ta. Bây giờ đại ca không còn nữa, các đại ca cũng đều xuống núi sinh sống rồi. Những thứ đó e là không dùng đến nữa. Cái này giao cho đại tổ xử lý vậy. Sao chìa khóa lại ở chỗ của đệ? Không giấu gì tổ, đây là đại ca lặng lẽ giao cho đệ lúc trước khi đi. Quỳnh ấy sợ hai người sau khi đi có gì bất trắc nên liền giao chìa khóa cho đệ. Bây giờ tổ quay về rồi, lời tổ nói như lời đại ca nói. Chìa khóa này đệ vẫn nên đưa cho tổ thì hơn. Cảm ơn đệ lão tứ. Chim Lâm có được huynh đệ như đệ là phúc của huynh ấy. Đại tổ đừng nói như vậy. Sau này tổ có việc gì cứ việc căn dặn. Đại ca không còn nữa, về sau đệ sẽ nghe theo tổ. Nhắm mắt ngủ đi. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua. Về thúc thúc, thúc định đi hả? Về thúc thúc, thúc đừng đi được không? Sau khi thúc đi, con và ca ca đều rất nhớ thúc. Vậy thúc thúc, ngày mai dạy con đọc thơ đi. Vậy thúc thúc không đi, sẽ ở đây với các con. Thúc nói phải giữ lời nhé. Vậy thúc thúc có nói dối con bao giờ đâu. Méo tay. Được. Méo tay hứa hẹn mãi không đổi thay. Được rồi, mau nằm xuống đi. Nào, ngoan nhé, không được mở mắt ra nữa đâu. Ngủ đi. Đại tổ, giữ gìn sức khỏe nha. Được. Đại phu nói muội nên chịu khó nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục. Đồng Nhiên ca, chúng ta nói chuyện đi.
nói cho muội nghe, thời gian qua mọi người đã đi đâu, sống có tốt không? Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó, quả thật như sống trong mơ, không có biến động gì, chỉ sống bình lặng yên ả. Ta với mẹ ta và Tiểu Nguyệt, ba người bọn ta đến một ngôi làng nhỏ, ở nhờ nhà thần lão tiên sinh. Ta dạy học ở học đường của làng, mẹ ta ở nhà chăm sóc Tiểu Nguyệt. Mặc dù mỗi tháng ta kiếm được không nhiều, nhưng tiết kiệm một ít thì cũng đủ cho ba người sống. Bỗng nhiên trong phút chốc, ta nghĩ rằng cuộc đời có thể cứ sống mãi như vậy. Nhưng không ngờ bây giờ lại... cuộc đời này muội chưa từng có lỗi với ai, duy nhất có Tiểu Nguyệt. Muội mắc nợ cô ấy nhiều quá. Tiểu Nguyệt vì Trận Nhi mà đánh mất hạnh phúc cả đời mình, rồi lại vì muội mà đánh mất tính mạng. Sau này xuống âm gian địa phủ, muội biết đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Dương Xuân, muội tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Cho dù nguyên nhân hậu quả là như thế nào, thì những chuyện đã xảy ra đều không thể thay đổi được nữa. Tiểu Nguyệt nói với ta, nửa đời trước của cô ấy đều sống trong đau khổ của quá khứ, thật không đáng. Nếu có thể cho cô ấy một cơ hội để làm lại, cô ấy nhất định sẽ chọn lựa dứt bỏ mọi hận thù xưa cũ để sống cuộc đời của riêng mình một cách bình lặng vui vẻ. Dương Xuân, ta biết muội cũng như vậy. Nếu thực sự có thể sống một cách bình lặng thì tốt biết mấy. Bà lão, hôm nay sao lại ngồi một mình uống rượu âu sầu thế này? Bà này hay thật, uống rượu cũng không gọi ta một tiếng. Có tâm sự gì phải không? Hồi trẻ không hiểu vì sao nam nhân lại cứ thích uống rượu. Bây giờ mới phát hiện, càng già càng muốn uống. Rượu vào bụng rồi là không còn nhớ rõ nữa. Cuộc sống này chính là nước. Hồi còn trẻ thì nghĩ mình là người cầm lái, có thể nắm được phương hướng. Đến khi có tuổi rồi mới hiểu, thật ra mình chỉ là một chiếc lá. Nước chảy đi đâu thì mình sẽ trôi theo đó. Thủ lĩnh à, nhìn ông bình thường thô kệch mà cũng có thể nói ra được những lời văn quan như vậy. Xem ra ông cũng là người có sách vở. Hồi còn trẻ, ta cũng là một thiếu niên có chí hướng. Ta từng đậu tú tài,
Sau đó là một chân trong quan phủ. Sau khi làm vài năm, ta cảm thấy chốn quan trường thật quá hỗn loạn, lừa gạt lẫn nhau. Ta liền dứt khoát xin từ chức luôn, không làm nữa. Ta về nhà theo cha đi làm ăn. Ngày đó thời thế hỗn loạn, làm ăn quả thật không dễ. Nhà của ta bị phá sản. Phụ thân của ta vì chuyện đó mà qua đời. Về sau, ta được thừa hưởng một chút ít sản nghiệp của gia đình, liền mở ra kho bãi Hằng Bắc này. Thủ lĩnh à, chỉ riêng những điểm này, ta mời ông một ly. Được. Đừng để ta uống một mình chứ. Bà cũng uống đi. Được, hôm nay ta sẽ uống với ông. Được, vậy bà đừng giống lần trước, uống một hai ly, không thấy tâm hơi nữa nhé. Yên tâm đi, hôm nay ta uống với ông đến khi trời sáng. Được. Đông Nhiên. Mẹ, mẹ mua được thuốc chưa? Mua được rồi. Đông Nhiên, con mua thuốc này làm gì? Trước đây chưa thấy con dùng bao giờ. Dương Xuân mấy ngày liền không ăn không uống. Con lo cứ đà này, cơ thể cô ấy sẽ suy nhược mất. Nên con muốn bỏ một ít thuốc kích thích ăn ngon vào trong cháo này cho cô ấy, xem có tác dụng gì không. Dương Xuân không ăn không uống thật khiến người khác lo lắng. Hay là chúng ta mời Lan Trung đến xem sao? Mẹ, đây là tâm bệnh. Lan Trung dùng có kè bên cạnh cô ấy cũng không giúp ích được gì. Ta đi thăm con bé. Mẹ, đừng đi nữa. Để cô ấy yên tĩnh một mình đi. Cục trưởng tề, cục trưởng tề, huynh đệ đến chúc mừng ngài đây. Nghe nói diệt thổ phỉ có công, cấp trên còn khen thưởng nữa. Chúc mừng. Oai ngực đáp, bây giờ bản lĩnh ghê, dám phô trương rồi. Cậu có biết đã để cục trưởng tề đợi cậu bao lâu rồi không? Mã gia, ngài không thể nói như vậy được. Sao lại bới móc tôi vậy chứ? Tôi đi ra ngoài để thăm dò tin tức cho các vị mà, nên mới đến muộn. Được rồi. Sau này bất kể là lý do gì, cũng không có lần sau nữa, được chưa? Đều là người mình cả mà, khách sáo gì chứ. Đúng rồi, chỉ cần là tin tức hữu ích thì muộn mấy cũng không sao. Nếu là tin dớ dẫn mà lại còn ra vẻ này nọ thì cẩn thận, ta trở mặt không nhận người. Nói đi, có tin gì? Là thế này, Yến Dương Xuân từ sau khi đưa tang về không bước chân ra khỏi nhà, đổ bệnh rồi, bệnh rất nặng. Bệnh thì tốt, bây giờ cô ta không có Trương Chim Lâm thì chỉ như con hổ không răng, chẳng ra quai được bao lâu đâu. Tề huynh, mèo hen cũng biết làm loạn, chi bằng nhân lúc còn sớm chúng ta giải quyết cô ta luôn đi. Trà uống quá 3 lần là hết vị. Câu này ta nói bao nhiêu lần rồi? Yến Dương Xuân có ghê gớm đến đâu thì cũng chỉ là 2 tay 1 miệng. Suốt một thời gian dài như vậy rồi, nghe đến một nữ nhân để cũng không đấu lại được, để cứ thừa nhận bản thân mình không bằng người ta, có phải là xong chuyện không? Tề gia, ngươi giận. Mã gia, ngươi giận. Hôm nay chúng ta đến đây để chúc mừng cục trưởng Tề mà. Đừng nói những chuyện không vui nữa, đúng không? Cục trưởng Tề, bớt giận, có chút tấm lòng, đừng chê ít nhé. Huynh đệ cũng vừa mới tiếp quản kho bãi Hằng Bắc, đợi sau này kiếm được tiền sẽ hiếu kính ngài cẩn thận. Tên tiểu tử này được lắm, có tiến bộ. Ngài xem, có ngài giúp tôi có thể không tiến bộ sao? Sau này tôi còn phải nương nhờ ngài mà. Mọi chuyện của kho bãi Hằng Bắc, ngài phải cho thêm huynh đệ giúp đỡ nhé.
Giúp chứ, nhất định phải giúp. Đây gọi là có phúc cùng hưởng. Có câu rằng thiên hạ nhốn nháo vì lợi mà tới, thiên hạ sống sang vì ích mà đi. Kiếm tiền mới là thuận theo thời thế, chứ báo thù thì được cái quái gì? Oai Ngực đáp: đổi chỗ khác vui hơn đi. Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mã già, tôi đi với ngải trước nhé. Mẹ cũng nhìn cái nôi rồi khóc. Có phải mẹ ốm không? Chắc là đang nhớ cô phụ đấy. Ca, mẹ ốm rồi, chúng ta phải chăm sóc cho mẹ. Nói đúng lắm, cô đã mấy ngày liền không ăn rồi. Chúng ta đi tìm chút gì đó cho cô ăn. Đúng, đi thôi. Đồ mít ướt, đồ mít ướt, đồ mít ướt. Đồ con sen, đồ mít ướt, đồ mít ướt. Đồ con sen, đồ mít ướt. Tránh ra, các ngươi đang làm gì vậy? Đây là tỷ tỷ của ta. Các ngươi dám bắt nạt tỷ ấy, ta cho các ngươi biết tay. Cho các ngươi biết tay. Có gì ghê gớm chứ? Cứ chờ đấy. Đan Đan tỷ tỷ đừng sợ, có để ở đây, bọn họ không dám ăn hiếp đâu. Đan Đan tỷ tỷ, sao tỷ khóc vậy? Không có gì. Đan Đan tỷ tỷ, tỷ nhớ gia gia à? Đan Đan tỷ tỷ, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Tỷ là tỷ tỷ của đệ, đệ sẽ bảo vệ tỷ. Đan Đan tỷ tỷ yên tâm, sau này ai mà dám bắt nạt tỷ, đệ sẽ cho chúng biết tay. Cảm ơn đệ đệ. Đan Đan tỷ tỷ, bọn đệ muốn đi khuyên cô ăn chút gì đó. Tỷ đi cùng bọn đệ đi. Cô ăn chút gì đi. Mẹ, ăn chút gì đi. Mẹ, ăn chút gì đi. Cô lúc trước cô luyện võ, mệt đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Còn thấy ăn cơm cũng giống như luyện võ. Cô phải ép mình ăn vào. Mẹ không đói, mẹ nuốt không trôi. Cô ăn một chút đi. Mẹ ăn một chút đi. Mẹ, con nhất định sẽ trở thành nam tử hán, tiêu diệt hết kẻ xấu. Các con đều lớn hết rồi, đều hiểu chuyện rồi. Mẹ rất vui. Mẹ chỉ hy vọng các con có thể vui vẻ khôn lớn nên người, là mẹ mãn nguyện rồi. Mấy chuyện đánh đánh giết giết đó không liên quan đến các con, biết chưa? Biết rồi ạ. Biết rồi ạ. Cô ăn chút gì đi. Mẹ ăn cháo đi. Cô ăn cháo đi. Mẹ ăn. Vì các con, mẹ sẽ lấy lại tinh thần. Cô ăn rồi. Mẹ ăn rồi. Cô mà ăn đi. Cô ăn rồi. Mẹ ăn rồi. Cô ăn rồi. Tốt quá. Mẹ. Đồng Nhiên, Dương Xuân sao rồi? Gọi nó qua ăn cơm đi. Tối qua cô ấy ăn một ít cháo xong liền ngủ rồi, có vẻ khá lên nhiều. Đồng Nhiên, con lấy ít đồ mang cho con bé, bảo con bé ăn rồi ngủ tiếp. Dân, để con múc cô ấy ít canh. Mẹ đến rồi. Dương Xuân, dậy rồi à? Đúng lúc quá, ngồi xuống cùng ăn đi. Được, ngồi xuống đi. Nào, ăn cơm thôi, bọn trẻ đều đói rồi. Mấy ngày qua đã làm mọi người lo lắng. Không sao đâu, con nguôi ngoai rồi. Nguôi ngoai rồi thì tốt. Con người sống ở đời có nhiều chuyện không như ý lắm, vậy nên chúng ta phải coi mình là ngọn cỏ dại. Một mồi lửa đốt trụi nó đi, đợi mùa xuân đến lại đâm chồi mới. Mấy ngày nay con cứ trăn trở mãi, vì sao từ trước đến nay cứ xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì sao chúng ta lại cứ toàn bị người ta chơi xấu, bị người ta hãm hại? Bây giờ cuối cùng con cũng hiểu.
Mặc dù chúng ta làm người đường đường chính chính, nhưng chúng ta toàn ngậm bồ hòn làm ngọt. Cứ tâm niệm không gây chuyện, không gây chuyện. Nhưng mình không muốn gây chuyện, chuyện lại cứ đến với mình. Mình càng nhượng bộ, người khác lại coi mình là quả hồng mềm để vân vê. Vì vậy từ nay trở đi, con đã nghĩ kỹ rồi, con không nhịn nữa, cũng không nhịn nổi nữa. Chỉ khi chúng ta giơ nanh vuốt ra thì mới không bị người khác ức hiếp. Nói hay lắm, con dùng sớ mãi cũng hoằng. Vì sao chúng ta không nhịn nữa? Ta nói con nghe, sau này tên khốn nào dám ngồi lên đầu chúng ta, ta sẽ không khách khí với hắn. Gia Gia, lần sau chúng con giúp người, con cũng giúp người, con cũng giúp người, lần sau con cũng giúp người. Ốt, vậy mới là cháu ngoan của ta chứ. Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện đánh đánh giết giết trước mặt trẻ con. Tuân lệnh, lão thái bà. Dương Xuân, con nói đều đúng cả, nhưng có một chuyện. Gì vậy ạ? Bất kể làm gì cũng phải no bụng trước đã. Mẹ nói đúng đó, ăn no mới có sức. Đúng vậy. Sau này ở kho hàng để cứ nghe theo là được rồi. Ta bảo để làm sao thì để làm vậy. Thẳng lưng lên, chân đứng vững, trọng tâm hướng xuống dưới. Sao lại luyện võ vậy? Các người có não không? Đại tẩu vừa mới ốm vậy, sao có thể luyện võ với các ngươi được? Đứng lên, đứng lên, giải tán, giải tán. Không sao, không sao. Các huynh đệ, tiếp tục trung bình tấn đi. Tẩu tử à, đệ lo cho sức khỏe của tẩu. Chỉ là dạy mọi người công phu quyền cước thôi mà. Việc này để đệ làm được rồi. Oai ngực đáp, ý tốt của đệ ta xin nhận. Ta đang muốn nhanh chóng thành lập đội chỉ tiêu, dạy bọn họ một vài quyền pháp hành tẩu giang hồ. Sau này họ đi xa, chúng ta cũng yên tâm. Tẩu vừa nói gì cơ? Đội bảo tiêu. Nắm tay cao một chút. Đúng thế. Có vấn đề gì sao? Sao tẩu lại nghĩ ra được như vậy? Vậy thì tốt quá. Đúng à, đều cũng không nghĩ ra được. Cái đó, tẩu tử à, tẩu xem kho bãi hàng Bắc ta có rất nhiều việc. Đại ca đệ trước khi đi đã giao kho bãi hàng Bắc cho đệ phụ trách. Vậy thì đệ nên cùng với tẩu quản lý kho bãi hàng Bắc này. Có việc gì tẩu cứ giao cho đệ, để đệ làm là được. Oai ngực đáp, đệ xem đệ nói cái gì vậy. Kho bãi hàng Bắc này cũng là nhà của ta mà, phải không nào? Đệ xem, đệ có suốt ngày bận rộn, mấy việc vặt của kho hàng đã đủ nhọc lòng rồi. Nếu để đệ dạy các huynh đệ luyện võ nữa thì người đại tẩu này cũng không nỡ lòng. Yên tâm đi, chuyện này cứ để ta lo. Nghe thấy chưa? Tẩu tử quá tốt với ta luôn. Ta nói các ngươi nghe, luyện tập cho tử tế vào. Ai luyện không tốt, đừng trách ta không khách khí, nghe rõ chưa? Tẩu tử, đệ còn có chút việc, suýt nữa thì quên mất. Đệ đi đây, đệ đi đi. Đệ cũng thật là chẳng nhắc ta. Được rồi các huynh đệ, tiếp tục luyện tập. Tam đương gia, lão đại, cô ta muốn dạy chúng ta luyện võ hàng ngày. Vì sao vậy? Vì sao đệ cũng không biết hả? Điều đó đồng nghĩa với việc buộc một con chó ở trước cửa nhà chúng ta để nó sủa loạn xạ đi. Ả Yến Dương Xuân này sớm muộn ta cũng sẽ giết chết cô ta. Dân, ngày mai đệ sẽ cho người xử lý cô ta. Đệ nói gì cơ? Ngày mai ra tay. Ta còn tránh nữa hả? Đệ ca đệ sai rồi. Đi theo ta bao nhiêu năm nay mà không tiến bộ chút nào. Dân, đi. Ta nói đệ nghe, Trương Chim Lâm vừa chết, uy thế vẫn còn. Yến Dương Xuân là thê tử của hắn. Mọi người đều đồng cảm với cô ta. Để đến khi trong lòng bọn họ chỉ có người đại ca này, thì còn ai quan tâm đến sống chết của cô ta nữa. Biết chưa? Đại ca nói đúng. Thủ lĩnh, Mã gia. Mã gia, Mã gia, thủ lĩnh hôm nay nhàn rỗi vậy? Nghe nói Yến Dương Xuân đang giúp người huấn luyện đội bảo tiêu. Vậy là san sẻ gánh nặng với thủ lĩnh đây mà. Không như ngài nói đâu. Kho bãi hàng Bắc bọn ta luôn phân cấp bậc rõ ràng. Ta là thủ lĩnh, chỉ lo việc lớn,
còn mấy việc nhỏ nhặt cứ tiện tay đáp cho các huynh đệ thôi. Ngược lại là Mã Gia lo lắng rồi, chút chuyện nhỏ này còn khiến ngài phải bận lòng. Đừng có thủ lĩnh nữa. Trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là oai ngực đáp thôi. Không có ai trải đường cho ngươi, làm sao ngươi ngồi được ở ghế đó? Oai phong được một lúc không có nghĩa là ngươi có thể đắc ý cả đời. Ai dám nói suốt đời này không cần cầu cạnh ai? Có phải ngươi nợ ta một món ân tình lớn lắm không? Ta nói ngươi biết, lão tử không có ngươi vẫn có thể đi được đến ngày hôm nay. Được, ta đảm bảo ta có thể nâng ngươi lên, thì cũng sẽ có cách kéo ngươi xuống. Ta tin. Ta đợi. Mời ngài. Vậy thì chờ mà xem. Lão đại, hắn nói gì với huynh vậy? Hai vị gia dùng xe không? Gia dùng xe không? Không cần. Hỏi ngươi một chuyện, hai người ban nãy nói chuyện gì vậy? Hai người vừa nãy nói, tuổi mèo à? Vào chẳng tiếng động gì. Có chuyện gì? Tam ca, ngày xưa ở trên núi qua bao nhiêu bãi tha ma còn chả sợ, bây giờ sao nhắc cái gì? Cuộc sống ngày xưa như thế nào? Ngày xưa là cuộc sống nhóm máu đầu đau, sợ gì chứ? Bây giờ khác rồi. Bao nhiêu huynh đệ đi theo chúng ta như vậy mới biết mạng sống đáng quý đến nhường nào. Có mà huynh làm nhiều chuyện trái lương tâm quá nên có tật giật mình đấy. Vậy để nói xem, ta đã làm chuyện gì trái lương tâm nào? Huynh đệ nhiều năm với nhau, để không vòng vo với huynh nữa. Nói thì cứ nói đi, để chỉ hỏi huynh một câu. Huynh phải thật thà trả lời. Bất luận chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng vẫn là huynh đệ. Nói đi. Mã Bưu nói, không có hắn đường nào cho huynh, thì huynh không làm được thủ lĩnh. Vậy là ý gì? Cái gì mà ý gì? Lại còn Mã Bưu nữa. Làm sao ta biết được Mã Bưu nói gì chứ? Đừng nhiều lời, trả lời câu hỏi của đệ đi. Lão tứ, đệ nghe gió mà nghĩ là mưa. Được được. Nào nào, đệ ngồi xuống đây. Đệ dùng cái đầu của mình mà nghĩ xem, sao ta có thể liên kết với Mã Bưu được chứ? Tam ca, đừng giả bộ nữa. Những lời huynh nói với Mã Bưu, đệ đã biết cả rồi. Cái chết của đại ca không phải là một tai nạn. Bắt cóc Vệ tiên sinh để đại ca cắn cầu là kế hoạch của huynh và Mã Bưu dạch ra sẵn đúng không? Còn nữa, hôm xét xử công khai, có người bắn lén đại ca, người đó chính là huynh, đúng không? Lão Tam mà lão Tam, đại ca đối xử tốt với chúng ta, vì sao huynh lại làm như vậy? Ta nói để biết, đừng có ngậm máu phun người nữa, rõ chưa? Ta một lòng trung thành tận tụy với đại ca. Ngậm máu phun người, muốn người khác không biết thì đừng có làm. Đại ca vừa đi, huynh liền tự coi mình là thủ lĩnh, chỉ đồng vẽ tay đắc ý dinh giáo. Ta không cần biết đệ nghe những lời này từ ai. Chúng ta là huynh đệ gì nào? Chúng ta là huynh đệ từng bước ra từ đao kiếm. Ta khuyên đệ một câu, trong phòng này hiện giờ không có người ngoài, tốt nhất đệ hãy thu lại những lời nói đó cho ta. Nếu theo nguyên tắc của sơn trại chúng ta, đệ vu tội cho ta một cách vô căn cứ, lại không có bằng chứng, thì bây giờ ta sẽ giết chết đệ. Chứng cứ chính là đệ. Đệ tự mắt nhìn thấy huynh đứng đó nói chuyện với Mã Bưu. Đi. Đi đâu? Đi đến chỗ đại tẩu nói rõ ràng. Đi. Lão tứ, lão tứ, đệ nghe ta. Lão Tam, bỏ ra. Thank you.
Xuống dưới đó tìm đại ca của người đi. Qua qua đây mẹ xem nào. Không ngờ bộ y phục này vừa dặn như vậy. Đẹp quá. Cảm ơn mẹ. Ngốc ạ. Cảm ơn gì chứ. Là con gái của mẹ. Làm y phục cho con là mẹ vui. Có thích không? Thích ạ. Đan Đan, hai đứa nhóc kia dạo này có bắt nạt con không? Không ạ. Hai đệ đệ tốt với con lắm. Vậy tốt rồi. Không hay rồi. Chết người rồi. Chết người rồi. Sao vậy? Bà chủ yến, Lâm lão tứ chết rồi. Sao cơ? Nào nào, khiêng lên, khiêng lên. Đặt xuống, đặt xuống. Lão tứ. Cảnh quan, tại sao cô ấy chết vậy? Trên người nạn nhân có mùi rượu nồng nặc, phỏng đoán là say rượu ngã xuống ao chết đuối. Nhưng ngay cổ cô ấy có vết gì? Chuyện này là sao? Lúc vừa vớt lên, áo của nạn nhân thí chặt lấy cổ. Chắc là lúc dùng dãy dưới nước, y phục quấn vào người, lại mắc vào hòn đá ngầm. Dùng dãy không có kết quả, nên bất hạnh thiệt mạng. Lão tứ. Lão tứ. Lão tứ. Lão tứ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Say rượu ngã ao chết đuối. Lão tứ. Lão tứ. Sao uống có chén rượu thôi mà đệ cũng đi vậy? Đệ bảo ta làm sao đây? Đệ nói đi. Huynh đệ. Huynh đệ. Đệ yên tâm. Ca nhất định sẽ điều tra lại ai đã làm việc này. Ca điều tra được là kẻ nào, ca sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn. Huynh đệ, người nói đi, rốt cuộc là ai làm? Người đang nghi ngờ năng lực điều tra của ta sao? Đại ca, đừng quá đau lòng nữa. Đừng ở đây gây thêm phiền phức cho ta nữa. Người đâu? Khiên đi. Huynh đệ của ta, ta biết chứ. Bình thường vẫn thích uống rượu, nhưng không đến nỗi thành thế này. Được rồi, các người nhất định phải cho ta một câu trả lời. Lão tứ. Cô đánh chết ta cũng không tin. Lão tứ uống rượu say, tự ngã xuống ao chết đuối. Ta cũng cảm thấy lão tứ từ ngày đúng là thích uống rượu thật. Nhưng chuyện ngã xuống ao chết đuối này thì hơi kỳ lạ. Mấy hôm trước lão tứ từng đến tìm con. Cô ấy nói cô ấy nghi ngờ oai ngực đáp có vấn đề. Con liền bảo cô ấy cứ ngấm ngầm theo dõi. Không ngờ lão tứ lại gặp chuyện nhanh đến như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chuyện này sao ta chưa từng nghe muội nói đến? Muội cũng chỉ nghi ngờ thôi, không dám khẳng định. Muội đã nhìn thi thể của lão tứ, phát hiện trên ngón tay của cậu ấy có mắt sợi chỉ đỏ, mà trùng hợp là oai ngực đáp lại quấn đai lưng màu đỏ. Mau bảo quan đi, đây chính là chứng cứ. Mẹ, đừng ngốc nữa. Sao mẹ có thể chứng minh sợi chỉ đỏ trên ngón tay của lão tử chính là từ đai lưng của oai ngực đáp mà không phải là chỗ khác? Giả lại, cho dù mẹ có thể chứng minh chính là đai lưng của oai ngực đáp, thì oai ngực đáp hoàn toàn có thể bị ra một lý do, như là hắn sơ sẩy bị ngã, lúc lão tứ đỡ hắn dậy thì bị mắc vào. Vậy thì không có cách nào với hắn sao? Ta đã nhận ra từ sớm rồi. Tên oai ngực đáp này là hạng đầu lỡ chân toét, xấu xa đến cùng cực. Bây giờ ta sẽ về đó. Ta phải trói tên khốn này lại, tra khảo nghiêm khắc. Ta không tin hắn không nói ra sự thật. Cha nuôi, dù sao ai ngược đáp bây giờ đang nắm giữ cả kho bãi hàng Bắc.
Đại bộ phận huynh đệ trên núi đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, muốn trói hắn lại để dùng hình chắc chắn không được. Nếu tùy tiện hành động, e là hắn sẽ đổi trắng thay đen. Đến lúc đó rất có khả năng xảy ra xung đột, hai bên cùng thiệt hại. Hơn nữa, chuyện gì cũng có ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ trách làm hắn thì con càng có lỗi với Diêm Lâm. Vậy thì làm thế nào? Để Oai Ngược Đáp ở lại kho bãi Hằng Bắc, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Bây giờ chỉ có thể là án binh bất động, tính kế lâu dài thôi. Con vừa huấn luyện đội bảo tiêu để tạo uy tín, vừa cho người theo dõi Oai Ngược Đáp. Nếu đúng là hắn thật, thì con tin chắc hắn sẽ lộ ra dấu vết thôi. Dấu vết này mà lộ ra, ta sẽ lột da hắn luôn. Chúc mừng ông chủ Mã. Việc làm ăn của ngài ngày càng mở rộng. Hôm nào chúng ta cùng ngồi với nhau nhé. Tôi nào có biết làm ăn buôn bán gì đâu. Tối nay tôi mở tiệc rượu chiêu đãi ở Mãn Thành Hương. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người. Hay quá, hay quá. Kìm nén biết bao nhiêu ngày rồi, còn không phải sao? Đúng rồi, bên gã họ Mã kia có tin tức gì không? Có. Đại ca, Mã Bu bây giờ ghê lắm. Đệ nghe nói hắn lén lút mở mấy sòng bạc, kiếm đầy dãy luôn. Có người còn nói hắn chơi cả đất đen. Ngay như con phố của chúng ta bây giờ có một nửa sản nghiệp. Được rồi, được rồi, lại còn một nửa sản nghiệp. Cho dù cả con phố này của hắn thì cũng làm sao? Với mấy tên hầu dạy khẩu súng của hắn à? Hắn mà chọc lão tử ta điên lên thì 3 phút sau ta cho hắn chầu trời luôn. Dân. Với quan hệ của ta và cục trưởng Tề bây giờ, Mã Bưu có mà sách dép. Việc ta bảo đệ đã làm chưa? Làm rồi, đâu vào đấy. Gần đây, đệ bảo các huynh đệ liên tục kiếm chuyện với đám lão cản, mà bọn chúng toàn là lũ ngốc, không một tên nào dám mách với Yến Dương Xuân. Yến Dương Xuân bây giờ suốt ngày bận chuyện đội bảo tiêu, cũng không để ý đến bọn họ. Tốt lắm. Đợi đến khi lộ tẩy thì chúng ta đã đuổi hết đám lão cản đi rồi. Vẫn là câu nói đó, sau này hễ có tin tức gì phải báo cho ta ngay. Ca, để mời huynh. Nào, đừng nói chứ, tên tiểu tử ngươi ngày càng có dáng dấp của lão nhị rồi đấy. Từ sau lần trước mượn nói chuyện sợi chỉ đỏ, ta liền bảo với Tần Mèo Cổ sai người âm thầm theo dõi Oai Ngược Đáp. Nhưng mấy hôm nay hắn ta ngoài đánh bạc ra thì uống rượu, không phát hiện ra điểm nào khả nghi. Đông Nhiên ca, chuyện này không vội được. Nếu không phải là Oai Ngược Đáp, huynh vội cũng vô ích. Nếu đúng thật là hắn thì với bản tính của hắn, mọi tin là chẳng che đậy được bao lâu. Nhưng mà cô xem đồ chơi mới của con nè. Mẹ xem nè. Xem đi. Mẹ nuôi, chúng ta đã nói rồi, đừng mua đồ chơi cho bọn trẻ nữa, chiều chúng hư mất. Chuyện này không thể trách mẹ nuôi con được, là ta mua cho cháu đấy. Nào các con, qua bên kia chơi đi. Đi chơi đi. Đi chơi đi. Đi, cha nuôi, làm cha tốn kém rồi. Vì bọn trẻ mà. Ta sợ chuyện phiền lòng của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ không vui. Cảm ơn cha nuôi, làm cha mệt rồi. Vì bọn trẻ mà, không mệt. Có cái bà lão này làm ta mệt quá thôi. Suốt cái đường đi cứ căng nhà căng nhằn, nói không ngừng nghỉ, tay ta sắp mọc cái đến nơi rồi. Ông nói gì vậy? Nếu không phải để dỗ bọn trẻ vui thì ta còn lâu mới đi với ông. Cứ như khúc gỗ có chân ấy. Bà đi ra ngoài với ta mất mặt lắm à. Lão già này, mẹ à, đừng đứng đó nữa. Nào nào, ngồi xuống đi, ngồi nghỉ uống chén nước. Ngồi nghỉ đi cha nuôi. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, các huynh đệ bị ức hiếp rồi. Ngươi đừng cuốn, từ từ nói. Gần đây Oai Ngược Đáp liên tục gây sự với các huynh đệ, bây giờ ngày nào cũng táo tợn hơn, còn ra tay đánh chúng tôi nữa. Tên khốn này dám ức hiếp huynh đệ của ta, đi theo ta. Mẹ nuôi, mẹ trông chừng bọn trẻ, con đi xem tình hình. Mẹ, trông bọn trẻ cẩn thận nhé. Có nói không? Nói không hả? Lì ghê. Dừng tay. Các người đang làm gì vậy? Cậu ta phạm lỗi gì mà đánh cậu ta?
Đệ tẩu à, thủ lĩnh của kho bãi Hằng Bắc bây giờ là đại ca đệ. Thủ lĩnh nói bây giờ phạm lỗi là phải phạt nghiêm. Nói láo, có thủ lĩnh nào như vậy chứ? Cho dù có phạm lỗi sai cũng không thể đánh như vậy. Đây là đòi mạng người thì có. Nào nào, cởi trói. Đại tẩu à, đừng làm khó đệ. Tránh ra, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Người không sao chứ? Oai ngực đáp đâu. Đi, chúng ta đi tìm hắn phân xử đúng sai. Đi. Dừng đi. Nào nào, dừng lại hết đi. Đại tẩu đến à? Chơi cùng không? Oai ngực đáp. Bọn họ phạm lỗi gì? Ngươi dựa vào đâu mà đánh bọn họ đến chết như vậy? Đại tẩu, không nghiêm trọng như tẩu nói đâu. Chỉ là phạm lỗi thì giáo dục bọn họ chút thôi, cho có quy củ. Được, vậy ngươi nói ta nghe, bọn họ đã phạm quy tắc gì? Bọn họ không chăm chỉ làm việc, còn chọc giận một chủ thuê lớn, đánh người ta bị thương, phá hỏng mất một vụ làm ăn của kho bãi Hằng Bắc chúng ta. Vậy nên đệ phải dùng biện pháp mạnh. Nếu không thì các huynh đệ về sau làm sao phục đệ được? Rốt cuộc là thế nào? Người nói dối. Đấy là chủ thê cố ý ức hiếp huynh đệ lão cản chúng ta. Vừa đấm vừa đá các huynh đệ lão cản, lão áp lê đứng lên nhận lỗi, kết quả bị chủ thuê nện luôn cho một trận. Tên chủ thuê đó căn bản không muốn thuê chúng ta chở hàng, là hắn kiếm chuyện chơi chúng ta đắt, chứ vốn không phải chúng ta đã làm hỏng việc. Được rồi, ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Gần đây các ngươi gây chuyện quá nhiều rồi, làm sao mà ta tin là chủ thuê ức hiếp các ngươi? Ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Đây đều là các huynh đệ do ta dẫn dắt. Bọn họ thế nào ta không biết sao? Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù bọn họ có làm chuyện ấy thật thì ngươi cũng không được đánh bọn họ. Đừng lôi chuyện ngày xưa ra nữa. Trước kia họ thế nào ta không biết, nhưng bây giờ ở kho bãi Hàng Bắc, ai phạm lỗi đều phải chịu phạt. Ông và đại tẩu không tin ta, ta cũng hết cách. Mặc dù đại ca ta đi rồi, nhưng ta là người niệm tình cũ. Một người là đại tẩu của ta, một người là thủ lĩnh cũ. Ta giữ thể diện cho hai người. Bây giờ kho bãi Hàng Bắc cho ta quyết định, cho nên chuyện này cũng phải nghe ta. Tiểu tử ngươi mơ đẹp đấy. Ngươi đừng quên, kho bãi Hàng Bắc này mang họ Lý, là hồi đầu ta bảo đại đương gia và đại tẩu của các ngươi cai quản nơi này. Bây giờ đại đương gia của ngươi không còn nữa, thì vẫn còn đại tẩu của ngươi ở đây. Không đến lượt tên tiểu tử ngươi đâu. Vậy ông hỏi mọi người xem, có phục ông không? Oai ngực đáp. Ngươi làm phản à? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây thì ngươi đừng hòng muốn làm gì làm. Được thôi. Nào nào, chơi tiếp đi. Chúng ta phải nghĩ đối sách. Vết thương của cậu sao rồi? Tên khốn Oai ngực đáp này, hắn đến kho bãi Hằng Bắc như sói vào ổ cừu, làm khổ hết các huynh đệ của ta. Cha nuôi, các huynh đệ lão cản không chịu nói, toàn chịu thiệt. Cứ thế này mãi không ổn. Đúng vậy, tên Oai ngực đáp này đúng là chết không hối cải. Bây giờ càng ngày càng coi trời bằng vung. Ta thấy nếu không cho hắn một bài học thì hắn lại tưởng mình to lắm. Đúng vậy, ta đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Từ khi hắn nắm giữ kho bãi Hằng Bắc đến nay, đã đuổi mất 5 huynh đệ đi rồi. Tiền lương tháng trước đến bây giờ vẫn chưa phát. Phải vậy không? Dạo này con vẫn dạy các huynh đệ luyện võ, sao không nghe nói đến chuyện này? Con đừng nhắc đến nữa, đều là lão Áp Lê giấu nhiệm chuyện này đi. Lão Áp Lê cảm thấy ta đã dành hơn nửa đời người để lo nghĩ cho kho bãi Hằng Bắc rồi, mãi đến bây giờ mới được hưởng phúc an nhàn. Lại cộng thêm con phải nuôi 4 đứa trẻ, vô cùng vất vả. Cô ấy không nỡ những tâm làm phiền chúng ta. Cô ấy nghĩ rằng cứ giấu nhiệm chuyện này đi rồi sẽ sống yên biển lặng, nên liền dặn các huynh đệ tuyệt đối không được nói ra. Cô ấy nghĩ chuyện này sẽ qua nhanh thôi, nhưng nào ngờ đến tận bây giờ vẫn... Lão Áp Lê, ta biết huynh có ý tốt, nhưng kho bãi Hằng Bắc không chỉ là tâm huyết cả đời của cha nuôi, mà còn là nơi yên thân gửi phận của các huynh đệ. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó trở nên xấu xa tồi tệ.
Hơn nữa ban đầu, việc đưa Bảo Độc Trại và kho bãi Hàng Bắc hợp lại thành một là đề xuất của ta. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì ta phải chịu trách nhiệm đến cùng. Ta tuyệt đối không để kho bãi Hàng Bắc bị hủy hoại trong tay Oai Ngược Đáp. Đúng, ta từng nói chúng ta muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng nếu cuộc sống yên bình cần đánh đổi bằng sự nhẫn nhục chịu đựng thì ta thà không cần còn hơn. Chính xác, chúng ta phải nghĩ cách khác, tống cổ tên Oai Ngược Đáp này ra khỏi kho bãi Hàng Bắc. Thủ lĩnh, chuyện này cháu nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh lại đã, không được kích động. Ban nãy mọi người cũng nhìn thấy rồi, hiện tại kho bãi Hàng Bắc đã chia thành hai phe, một bên là các huynh đệ Lão Cảng, còn một bên chính là đám thổ phỉ do Oai Ngược Đáp cầm đầu. Nếu hai bên xảy ra xô xát thì phe chúng ta chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Đông Nhiên Ca nói có lý. Thật ra các huynh đệ ở Bảo Độc Trại phần lớn đều là người lương thiện, chẳng qua chỉ là tập tính khó đổi, bị Oai Ngược Đáp tiêm nhiễm đầu độc. Cho nên chỉ cần chúng ta nắm được điểm yếu của Oai Ngược Đáp thì việc đuổi hắn ra khỏi đây cũng hợp lý khỏi bàn. Vậy từ ngày mai trở đi, ta sẽ trông chừng kho bãi Hàng Bắc, xem tên khốn nào dám bắt nạt các huynh đệ. Cha nuôi, cha không cần ở đây đâu. Không, chuyện này quyết định như vậy đi. Nào, uống đi. Đại ca. Hôm nay chúng ta uống khá khá rồi. Để đỡ huynh đi ngủ nha. Đỡ cái gì mà đỡ? Có ý gì hả? Người muốn bắt bí tay như Lý Lão Cản và Yến Dương Sơn hả? Huynh nói gì vậy chứ? Đệ nào dám? Đại ca, hay là chúng ta về trên núi đi. Rượu tha hồ uống, thịt tha hồ ăn. Chúng ta về trên núi, gây dựng lại uy phong của Bảo Độc Trại, xem đến lúc đó ai dám quản chúng ta. Tiểu tử à, ngươi đúng là tóc dài não ngắn. Kho bãi Hàng Bắc là một miếng thịt béo bở, bỏ thịt ngon không ăn, chạy lên núi hít không khí mà sống à? Có vấn đề thì chúng ta có thể giải quyết. Chúng ta như vậy cũng không phải là biện pháp giải quyết. Biện pháp? Biện pháp chính là kẻ nào ngán đường chúng ta sẽ giết kẻ đó. Cha nuôi rất tức giận. Cha nói nếu Oai Ngược Đáp còn như vậy, cha sẽ dẫn huynh đệ Lão Cản liều mạng với hắn. Vậy sao được? Ông ấy già rồi, người ta là thổ phỉ, đánh lại người ta chắc. Đúng là như vậy, nên con mới nói với cha nuôi tuyệt đối không được động tay động chân. Nhưng cha nuôi vẫn kiên quyết đến kho bãi Hàng Bắc giám sát. Cái lão già này, gần ấy tuổi rồi mà còn tưởng mình trẻ lắm, đúng là cứng đầu. Con thấy cha nuôi chưa già đâu, thân thể vẫn cường tráng lắm, tinh thần cũng phơi phới, không những tháo giác mà còn biết thương người. Được rồi, con đừng khen ông ấy nữa. Còn khen tiếp là đỉnh đầu ông ấy nở hoa luôn đó. Con khen ông ấy, mẹ cũng vui theo con gì. Con bé này, nói gì vậy? Cha nuôi thật sự có tình có nghĩa. Quan trọng nhất là ông ấy rất tốt với mẹ. Mẹ nuôi, mẹ thật sự không cân nhắc một chút sao? Toàn nói những câu nghe chẳng hiểu gì. Mẹ đừng tưởng tụi con không nhìn ra nhé. Mẹ nuôi, mẹ với cha nuôi, hai người có phải có ý với nhau từ lâu rồi không? Không nói chuyện với con nữa, mẹ về phòng đây. Mẹ nuôi, xấu hổ hả? Mẹ nói con biết đi, rốt cuộc mẹ có thích cha nuôi không? Gì mà thích với không thích chứ. Ta đã đến tuổi này rồi. Tuổi này thì sao nào? Già rồi mới cần người bầu bạn chứ. Chứ chưa già thì cần gì? Vậy không được. Mấy năm qua, ta ở cùng Đông Nhiên và bọn trẻ, sống rất tốt, không muốn áp lực thêm nữa. Mẹ nuôi, chính vì những năm qua mẹ luôn chăm lo cho Đông Nhiên Ca, chăm lo cho con và bọn trẻ, nên mới lỡ làng chuyện riêng của mẹ. Bây giờ bọn trẻ đều lớn cả rồi, có phải là mẹ cũng nên nghĩ đến chuyện của mình không? Dương Xuân à, mẹ nuôi nói thật với con, mẹ không giống như người trẻ các con. Mẹ cảm thấy một nữ không thể lấy hai chồng.
Lão đầu tử mất rồi, mẹ cứ yên lòng ở vậy chăm con nuôi cháu thôi. Mẹ lớn tuổi như vậy rồi còn tái giá. Cho dù Đông Nhiên ca có đồng ý thì hàng xóm láng giềng nhìn mẹ sẽ như thế nào? Mẹ nuôi, con hiểu ý mẹ. Về lý mà nói, chuyện thành thân không nên miễn cưỡng. Nhưng gần đây con đã ngộ ra một chân lý: con người khi có tình cảm, giết họ Tần chẳng cần thiên hạ, chính mình đi gieo vạ cho mình. Giả như thương lấy sinh linh, ai không vì nước hy sinh chống Tần? Buồn thay, buồn thay, buồn thay. Chuẩn như chịu nhi. Bài thơ này các con đọc thuộc lòng, chưa tốt bằng tỷ tỷ. Đăng Đăng, con đọc tiếp đi. Giá Tần lại yêu dân sáu nước, thì muôn đời ai cướp ngôi vua? Người Tần chẳng tự thương cho, người sau vẫn lại thương lo giùm Tần. Nếu người sau chỉ cần thương họ mà lại không lấy đó làm gương, người sau sau nữa lại thương. Tốt lắm. Trận Nhi, Triệu Nhi, bài thơ này tỷ tỷ chỉ cần đọc 3 lần là đã thuộc hết. Náo nhiệt thế, vỗ tay dài vậy? Cho Đăng Đăng tỷ tỷ à? Đăng Đăng tỷ tỷ sao? Đăng Đăng tỷ tỷ là thần tiên, đọc thuộc siêu lắm. Đăng Đăng giỏi vậy sao? Đăng Đăng là tiên nữ hạ phàm xuống nhà chúng ta, nhà chúng ta sắp có phúc rồi. Trận Như, Triệu Nhi, về sau hai đứa phải nỗ lực gấp đôi mới có thể theo kịp được thần tiên tỷ tỷ. Được rồi, mấy đứa ra ngoài chơi đi. Vâng. Muội vội vàng đuổi bọn trẻ đi vậy, xem ra có chuyện lớn gì rồi. Chuyện này đúng là cần phải bàn bạc với huynh thật. Ngồi xuống nói đi. Muội muốn làm mối cho cha nuôi và mẹ nuôi. Huynh không biết chứ, trong thời gian mọi người rời đi, trong lòng cha nuôi luôn nhớ đến mẹ nuôi. Hằng ngày muội ở bên cạnh ông ấy, có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật ra muội biết trong lòng mẹ nuôi cũng có ý. Vậy nên nếu như huynh đồng ý cho họ đến với nhau thì muội muốn tác hợp. Huynh là con trai mà mở miệng, mẹ nuôi chắc chắn sẽ vui lòng. Nói thật lòng là mấy năm trước, trong lòng ta quả thật không mấy thoải mái. Nhưng bây giờ là dân quốc rồi, đến cắt tóc còn thành quen, thì có gì mà không chấp nhận được. Mẹ ta bao năm qua đi theo chúng ta, trốn đông tránh tây, sống trong lo sợ, chịu không ít khổ cực. Bây giờ có thể ở bên thủ lĩnh, bên cạnh có người trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, ta thấy rất tốt. Suy cho cùng, trong cuộc đời con người, có thể thích được một người quả thật không dễ dàng. Đúng vậy. Dương Xuân, về chuyện của hai chúng ta, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Chuyện tình cảm quả thật không thể gượng ép, phải xem thời cơ, xem duyên phận. Ta thừa nhận ta vẫn luôn thích muội, nhưng chớp mắt đã ngừng ấy năm trôi qua. Bây giờ trong lòng ta đã không còn sự cố chấp muốn chiếm hữu muội hoàn toàn nữa. Vì vậy thời gian này ta nghĩ chúng ta cứ như vậy dìu dắt lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau như người một nhà. Ta coi muội là muội muội ruột của ta. Chúng ta cứ sống êm ả, bình lặng như vậy, thật tốt biết bao.
Đồng Nhiên ca, huynh có thể nghĩ được như vậy, muội cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Muội xem, đang nói chuyện của mẹ mà, sao lại kéo đến chuyện của chúng ta rồi? Đúng rồi, huynh bảo chuyện của mẹ nuôi và cha nuôi, chúng ta làm thế nào đây? Mẹ nuôi thì cứ e ngại thể diện. Ta có cách. Nghĩ hả? Ta mà đi thì kiểu gì cũng có chuyện. Ta chỉ ở đây trông chừng thôi. Ta xem ai dám giở trò. Ngồi đấy làm gì? Làm việc đi. Vào đi. Đại ca, Lý Lỗ Cảnh suốt ngày ngồi lì ở kho bãi Hàng Bắc canh chúng ta làm việc. Hay là đệ nghĩ cách đuổi hắn đi nhé. Canh thì canh, để ta xem hắn canh được bao lâu. Nào, đệ ngồi xuống đi. Đệ đến đúng lúc lắm. Đại ca, đây là thuốc bổ hả? Chỉ cần bồi bổ vào là gặp Diêm Vương đây. Thuốc độc hả? Không phải chứ. Đại ca định làm gì vậy? Không phải, đại ca, Yến Nhân Xuân là thứ dữ đó. Chúng ta ra tay với cô ta, coi chút tiền đồ của đệ kìa. Ta nói đệ nghe, muốn làm việc lớn thì phải không từ thủ đoạn. Lý Lão Cản, chúng ta không cần phải sợ, mà chỉ sợ Yến Dương Xuân. Cho nên chúng ta bắt buộc phải nhổ cái gai Yến Dương Xuân này đi. Từ nay về sau, không còn ai gây rắc rối cho chúng ta ở kho bãi Hằng Bắc nữa. Sau này, ta là thủ lĩnh, đệ là phó thủ lĩnh. Bao nhiêu tiền ca đều có thể chia cho đệ. Đệ còn lo không trả được chút nợ bài bạc đó sao? Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Tiểu Sẹo, Tam ca xưa nay chưa từng ép đệ làm bất cứ việc gì. Nhưng ta muốn nhắc nhở đệ một điều. Kho bãi Hàng Bắc xưa nay không giữ kẻ rảnh rang đâu. Nhất tướng công thành dạng cốt khô. Huống hồ người mà đệ cần giết lại là người đáng phải chết. Cơ hội ta đã cho đệ rồi, còn lại đệ tự liệu mà làm đi. Dừng. Đệ biết rồi. Không phải lễ Tết gì. Thế này là sao? Cha nuôi, đây là sính lễ tụi con chuẩn bị giúp cha. Là sao cơ? Thủ lĩnh, cháu xin hành lễ với ngài. Cháu là giảng bối, nếu có lời nói nào không đúng, mong ngài lượng thứ. Cậu nói đi. Hôm nay cháu đến đây là vì gia mẫu. Chúng cháu đều nhìn ra ngài với gia mẫu tình đầu ý hợp, nên cháu thay gia mẫu đến đây để hỏi cưới ngài. Hỏi cưới? Nếu ngài không chê, từ hôm nay trở đi cháu sẽ xưng hô gọi ngài là cha.
Sau này hai nhà chúng ta sẽ thân càng thêm thân. Cha. Cha nuôi, cha như vậy là thế nào? Đừng có cười hoài như vậy. Ta sống hơn nửa đời người, chuyện gì cũng đã gặp qua. Nhưng con trai đi hỏi cưới cho mẹ, ta mới thấy lần đầu. Con bảo ta có thể không cười không? Vậy thủ lĩnh, ý của ngài là xong luôn? Chuyện rõ ràng rành như vậy còn có thể không được sao? Giả lại cậu cũng đã gọi cha rồi, ta lại để cậu gọi uổng công à? Vâng. Mẹ cậu có biết chuyện này không? Mẹ nuôi con vẫn chưa biết, phải bàn bạc với cha trước đã. Mẹ nuôi con hay ngượng ngùng, da còn lạ gì nữa. Cha còn phải đích thân mang sính lễ đến nhà nói chuyện với bà ấy. Được, chuyện này xong. Vậy bây giờ chúng ta đi nói với lão thái thái luôn nhé. Được ạ. Nếu không được thì ta thổi cho bà ấy nghe một bài. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đi. Mẹ nuôi, mẹ. Về rồi hả? Các con xích cái gì vậy? Đừng đứng đó nữa. Lý lão đầu hôm nay làm sao vậy? Quậy cái gì đây? Có phải ông say rượu không? Mau nói ta biết rốt cuộc có chuyện gì. Đừng thổi nữa, điếc hết cả tai rồi. Tai của ta bị ông thổi cho thành điếc rồi. Khó nghe quá. Khó nghe quá hả? Ta nói bà nghe, ta thổi cái này hơn 20 năm nay. Đám huynh đệ nghèo của ta lúc kéo xe đường dài, chỉ cần nghe tiếng kèn này là liền chạy một mạch hơn 30 dặm đấy. Ta không cần biết 30 dặm hay bao nhiêu dặm gì của ông. Hôm nay là ngày gì hả? Được rồi, Lý lão cản, Lý lão cản đừng thổi nữa. Nói cho ta biết hôm nay là ngày gì. Có chuyện gì vậy? Mẹ nuôi, hôm nay là một ngày vui. Cha nuôi con có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Ta... Ngài đừng do dự nữa, mau nói đi, nói ra là xong luôn. Được không? Không sao đâu. Đây... Bà lão, ta nói thật với bà nhé. Con trai của bà hôm nay mang sính lễ đến tìm ta hỏi cưới đấy. Hỏi cưới? Ta nói thật với bà, suốt mấy chục năm nay ta đã luôn độc thân, chưa từng lấy vợ, cho đến khi gặp bà. Chúng ta tiếp xúc với nhau mấy năm qua, ta cảm thấy bà là một nữ nhân tốt. Ta thích bà. Bà xem, ta đã chừng tuổi này rồi, ta nghĩ mình cũng nên tìm một người bầu bạn. Hai người sống với nhau, cùng trò chuyện tâm sự, tận hưởng niềm vui gia đình, như vậy tốt biết bao. Vậy nên hôm nay ta chỉ hỏi bà một câu, có bằng lòng làm vợ ta không? Loạn quá. Đúng là làm loạn mà. Mẹ nuôi, con nói mẹ nghe, Đông Nhiên ca đã gọi cha rồi. Mẹ xem, đây là sính lễ của cha nuôi con mang đến cho mẹ. Không được, mẹ hãy nhận lời đi, đồng ý đi mà. Không được. Ta đã nói không được thấy chưa? Hai đứa lại cứ kéo ta tới. Ta, đừng nóng.
Mẹ cháu đang ngại thôi mà. Mẹ xem, con gọi mẹ là cha nuôi, con gọi ông ấy là cha nuôi. Hai người nếu thành đôi thì chẳng phải là thân càng thêm thân sao? Đúng đấy. Mẹ, nhận lời đi. Mẹ nuôi, bao năm nay mẹ với cha nuôi con hai người có ý với nhau, đừng tưởng con không nhìn ra. Đúng vậy, suy nghĩ của hai người thật ra tụi con đã nhìn ra từ lâu rồi, chỉ thiếu bước chọc thủng lớp cửa sổ giấy này thôi. Hôm nay vừa hay mọi người đều ở đây, cứ thoải mái nói cho rõ ràng, chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Đúng vậy, bà muốn ta thổi kèn cho bà nghe nữa phải không? Con xem các con nói một câu, nói một câu. Nói gì như vậy không thấy khát nước hả? Ta đi lấy trà cho mấy người. Sao lại đi mất rồi? Mẹ yên tâm, cháu hiểu mẹ cháu mà. Bây giờ trong lòng bà ấy đang vui lắm đấy. Chuyện này chắc chắn thành công rồi. Vậy phải cho ta một lời nói thẳng thắn chứ. Mẹ ơi, ca ca bắt nạt con. Con không mà. Con không mà. Ca ca bắt nạt con. Mẹ ơi, con không có. Mẹ, ca ca bắt nạt con. Mẹ, ca ca bắt nạt con. Sao vậy? Không phải đâu cô. Con không hề. Được rồi, hai đứa là huynh đệ, phải đừng mập lẫn nhau, nghe rõ chưa? Con biết rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Nghe lời, đừng khóc nữa nha. Lát nữa Gia Gia dẫn các con ra ngoài chơi, đi mua đồ ăn ngon, được không nào? Chỉ dỗ dành cho con thôi. Bọn trẻ bị ông nương chiều thành hư rồi. Chắc bà không chiều hả? Con cháu nhà mình, chúng ta không chiều thì chiều ai? Còn cháu nhà mình, không coi mình là người ngoài thật đó à? Sao lại thành người ngoài rồi? Đông Nhiên, ban nãy cậu cầm xính lễ đến chỗ ta gọi ta là gì? Cậu gọi ta một lần nữa trước mặt mẹ cậu xem. Cha, nghe thấy chưa? Lại ngượng rồi. Đừng khóc nữa, Trận Nhi, giữ đệ đi. Lão đầu chết tiệt này. Ông vừa nói vừa thổi kèn, uống trà đi. Thế này là có câu trả lời rồi. Lão thái bà ngồi xuống đi. Trước mặt bọn trẻ ta nói với bà vài câu thật lòng. Nào nào. Lão thái bà, ta sống đến gần tuổi này rồi, nhưng chưa một lần nào nói những lời này với nữ nhân. Bây giờ chúng ta đã đến tuổi này rồi, cũng nên suy nghĩ đến cuộc sống sau này chứ, phải không? Bà nói xem, nếu chúng ta sống hạnh phúc thì con cái có thể không vui không? Ta cũng biết, từ khi mọi người đến Thạch Gia Trang, mấy năm nay bà đã nhọc lòng không ít vì cái nhà này. Bây giờ các cháu đều đã lớn khôn rồi, vậy thì chúng ta càng phải suy nghĩ cuộc sống của mình về sau. Bà yên tâm, ta là một người đàn ông, sau này trong nhà có chuyện gì ta sẽ san sẻ với bà, được không? Ta cũng biết bà đã lao tâm khổ tứ vì cái nhà này. Bà là một công thần, đại công thần. Bà nói xem, chén trà này sao ta có thể uống trước đây? Nào. Mẹ, mẹ còn do dự gì nữa? Nhận đi. Mẹ nuôi. Nào. Cha, từ hôm nay trở đi chúng ta là người một nhà rồi. Đúng, chúng ta là người một nhà thì dùng trà không được,
có phải chúng ta nên uống chút rượu không? Nghe ông hết. Được, con trai, chúng ta đi chuẩn bị đi. Lát nữa mở bàn tiệc lớn, chúc mừng một bữa ra trò, đồng ý không? Ông quyết đi. Được, đi thôi. Các con, lại đây nào. Dạ dạ, đưa các con đi mua đồ ăn ngon. Mẹ nuôi, thật tình con rất mừng cho mẹ. Đi mua đồ ăn thôi. Mẹ nuôi, mẹ sao vậy? Mẹ nuôi sao vậy? Mẹ nuôi, mẹ nuôi, sao vậy? Mẹ nuôi, mẹ nuôi, mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy? Chuyện gì vậy? Mẹ, 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 lão thái bà, mẹ nuôi, mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, lão thái bà. Nãy nãy tỉnh lại đi, lão thái bà. Nãy nãy, mau đi gọi đại phu, nhanh lên. Nãy nãy, tỉnh lại đi, nãy nãy. Lão thái bà, tỉnh lại đi, lão thái bà. Nãy nãy, tỉnh lại đi. Sao hả? Lão thái thái trúng phải kịch độc, không cứu được nữa rồi. Sao cơ? Trúng độc mà chết. Nãy nãy, mẹ. Nãy nãy. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Ngài xem, nước trong chum và trong nồi đều đã bị hạ độc. Đây là muốn giết cả nhà. Trong trà có độc. Mẹ nuôi đã chết thay cả nhà chúng ta. Bà ấy vì cả nhà chúng ta mà chết. Lão thái bà, chén trà này lẽ ra là ta uống. Ta có lỗi với bà. Kẻ nào đã làm? Đứng ra đây. Điều tra, điều tra cho ta. Bằng mọi giá, nhất định phải điều tra ra kẻ đó cho ta. Ta phải lột da hắn. Ta biết ai làm. Ta phải giết hắn. Đồng Nhiên ca, người ở đây trông chừng. Được. Bê hàng nhẹ tay thôi, đừng làm hỏng đấy. Dỡ hàng, dỡ hàng. Ai đáp? Ngươi hạ độc hại chết mẹ ta, ta phải giết ngươi. Buông tay, ngươi bị điên à? Đồng Nhiên ca, ta đang ở đây làm việc yên lành, sao ngươi đánh ta? Ai ngực đáp, ngươi hạ độc hại chết mẹ ta, hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho mẹ ta. Đồng Nhiên ca, có giỏi thì tới đi. Đồng Nhiên ca, đừng kích động. Tẩu tử, tẩu ở đây à? Đúng lúc đó, tẩu phân xử xem. Các huynh đệ ở đây đều nhìn thấy ta đang chăm chỉ làm việc, hắn tự nhiên lao ra đánh ta, đổ tội cho ta, nói ta hại chết mẹ hắn. Oai ngực đáp, người tán tận lương tâm. Ngươi đã làm gì trong lòng ngươi tự rõ. Các ngươi nghe đi, nghe đi. Được. Bằng chứng đâu? Ngươi đem bằng chứng ra đây. Có bằng chứng, ta sẽ tạ tội trước mặt ngươi. Còn không có bằng chứng, thì đừng trách ta trở mặt. Ta liều mạng với ngươi. Đồng Nhiên, Đồng Nhiên ca. Đồng Nhiên. Được rồi huynh đệ, đánh thì đánh rồi, ta không so đo với ngươi. Trái tim con người đều là bằng thịt. Dù sao mẹ ngươi cũng đã chết rồi, nhưng ta không biết ngươi nghe được ở đâu. Mẹ ngươi thật sự không phải do ta hại. Ta cũng không quen biết mẹ ngươi. Có khả năng cao là mẹ ngươi bị đột tử. Bình thường có bệnh gì không? Tự nhiên không thở được, thế là chết ngạt. Nói láo. Lý lão cản, hắn vu tội cho ta, ta bị quan, ông còn đỡ lại cho hắn à? Được, tẩu tử, chúng ta đều là người một nhà, nhưng chuyện này tẩu nhất định phải điều tra, rốt cuộc ai đã giết mẹ hắn. Bằng không về sau, làm sao ta đứng vững ở kho bãi hàng Bắc này? Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ điều tra. Điều tra rồi, ta sẽ cho hắn chết không toàn thây. Đúng.
Cho hắn chết không toàn thây. Các huynh đệ, đừng ngây ra nữa, đều là hiểu lầm thôi. Làm việc đi, làm việc đi. Làm việc thôi, làm việc thôi. Tên tiểu tử này dám đánh ta, chưa từng bị người khác vu oan thế này bao giờ. Đông Nhiên ca, cái tên vô dụng này có chút chuyện cũng làm không xong. Đại ca, bây giờ làm sao? Ngươi bảo làm sao? Tính khí của Yến Dương Xuân ngươi còn lạ gì nữa? Chuyện này sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Nếu để vậy, chúng ta đành phải ra tay trước thôi. Tiểu Sẹo, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu lần này ngươi còn thất bại nữa thì ông trời cũng không giúp được cho ngươi. Đại ca, huynh nói đi, để làm được. Tối nay đánh cắp ít đồ, giá quà cho đám lão cản thối tha. Bắt đầu từ ngày mai, thanh lý môn hộ. Đông Nhiên ca, bình tĩnh lại đã. Lúc này càng phải bình tĩnh. Chuyện này nhất định là tên khốn oai ngực đáp làm. Lần trước cái chết của lão tứ, hắn là kẻ tình nghi lớn nhất. Tên khốn này bây giờ đang chăm chăm tiêu diệt địch thủ, loại bỏ huynh đệ của kho bãi Hàng Bắc. Chắc lần trước chúng ta lên tiếng ngăn chặn, khiến hắn nổi dạ tâm giết người. Bây giờ xem ra cái chết của Chiêm Lâm và cả lần huynh ấy bị bắn lén ở phiên xét xử công khai chắc chắn đều có liên quan đến oai ngực đáp. Tên oai ngực đáp này quá xảo quyệt, hắn nhất định sẽ giở trò trong bóng tối. Đá chọi với đá chúng ta cũng không thắng được. Còn có một cách này có thể thử xem. Cách gì? Một cách quang minh chính đại, khiến hắn không thể giở trò. Đông Nhiên ca, chúng ta về đi đã. Phải lo liệu hậu sự cho mẹ nuôi xong xuôi. Đúng vậy, về thôi. Đi. Mẹ, con nhất định sẽ báo thù cho mẹ.